Đây, xin chào tất cả anh em nha. Tôi có cái cây sung mà tôi cũng cập nhật cho anh em trong vài video rồi đây. Cái này thì tôi làm theo dáng trực anh em ạ. Tại vì nó có mỗi một cái thân trực này lên. Và trước khi tôi đào thì cây này nó có một cái chùm quả dài và đẹp lắm. Cây này thì bà con họ trong vườn họ chặt đi. Nó có, họ có cái rễ này rất là đẹp, nhưng mà họ này chặt cái rễ đi để cho nó chết đấy. Thì tôi nuôi được có để này hai cái mầm này anh em ạ. Một mầm bên mầm bên kia. Thì nó cũng ra được một số tay như này, uốn cho nó thế này. Những cái kẽm, dây kẽm mà uốn vừa rồi uốn định hình là nó ăn hết vào cái này rồi anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ tháo kẽm và lại thu cành nó này. Vừa rồi cũng nuôi sống một thời gian rồi đấy anh em ạ. Gốc thì nó không đẹp mấy nhưng mà chơi lâu dài thì nó thành cái trực hay phết. Cái ngọn đây tôi vẫn dựng lên để nuôi to nữa anh em này. Những cây này mới đầu thì đặc biệt nó rất khó làm luôn anh em. Đây, cái cắt của nó này. Ngang tầm này nó rất là to. Tầm này lá già chúng thu lại hết. Đây anh em ạ, tôi vừa mới xuống đá mới thu một cái đầu cành này anh em ạ. Bắt đầu lại lùi tiếp. Như cái cây này thì cành nó phải to gấp 5 lần thế này đấy anh em ạ. Thì nó mới chuẩn cây được. Đợt này thì rễ nó bắt đầu chắc ăn xuống đất rồi. Nó ăn qua cái thùng xốp này thì nó nhanh anh em ạ.